dung thiết chọn ngày lành, mở tiệc cung dung tam tòa tiên thánh đi hồn đồng mẫu giang. Quả thực dâng lên lòng tin bái thỉnh ngơ chùa tiền mẫu cử trùng, đệ nhất thiên tiên thỉnh mời một đệ nhân thiên tiên đặng phong chi thắng xe loan mẫu ngự đồng thôn quê phủ say liền an thái thôn quê nghĩa kiến bản họ lê sa la thích ra ngồi cùng đệ nhị địa tiên cung thịnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thành trong đền sông sơn nhan sắc khác thường mình dòng nhan sắc khác thường giá danh đòi bột hòa bường vẹn mười sa la thích ra ngồi cùng đệ tam thánh tiên đi cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân nóng nữ mẫu ngự miền đi thoại cung sớm kết hoan phòng tràn tình duyên sớm kết đi hoan phòng nghỉ thảo mai tiểu tiết đi đem lòng để gieo hoa anh xa hồi cung ở ngã ba sông ngôi đền thờ ở ngã ba sông người xưa vẫn gọi cô bà bông thác hàng dục tú trung ninh đền an sơn dục tú trung ninh có cô bơ thoại giang sinh phù đời cách đủ
phần người thanh tân nết cũng thanh tân khỏe lịch sử càng thêm lịch sử
xuống sông đó nước về bản đền Tây to lòng người. Đúng năm cô ơi, lòng nghiêm trần tin. Đúng năm cô ơi, cắm đi sao cho chắc. Thả chiếc câu nói cô lên ta để tình tình là tình tàng tình. Ngày 12 tháng sáu rủ nhau nghĩ tìm về dù ai. Dù ai buôn bán trăm ngày 12 tháng sáu phải về đền bạc bông sắm hai gương. Hai gương non trắng nghĩ tiến dâng. Non trắng tiến dâng hai cướp non trắng tiến dâng tôn nhang phục sự giúp một lòng không dám đơn sai. Thành ra hồi cùng đệ tử con dâng bài văn tấu cung thỉnh mời cô sau sơn trà ngồi đền thờ cô cây mọc sụp xuôi cây mọc lối lên sông hoa lên sông hoa lối về suối Nga lối về suối cánh chim thư uy hoàng lồng lồng có sắc tặng phong thực đẳng nghi tối linh. Có sắc tặng phong thượng đặt tôi tính càng thêm đức tiên thơm mà dành. Sáu vâng lời mẫu thượng hai thuốc tiến độ được nơi nơi hai đòn xanh đi đùng đỉnh lên đôi. Hai đòn xanh đùng đỉnh lên đôi chân đi quấn xa tạp chiếc ngồi trên vai thần hương ngắm cô đeo kiêng bạc thẳng tương môi miền miền tóc mây da vẻ ngọc ngây. Cô nữ đủ cười hàm răng nhức nhức má ơi ơi sực nước nghĩ thơ bay áo làm ăn bạc dài tay. Bóng nước như tóc mây có bụng hoa cài
nhất bực công tha cô tư phụ luyện ân cánh bà. Đón mẫu về ngựa đất đi sang châu mẫu xài cô sầu theo hầu. Đêm 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 đê
bầu xuân sắc tốt tươi riêng già soi lên ngàn lòng có nhiều hoa ý à.
tài lộc vô ban, lỗi nhầm của mặc kêu ta đường nào đến ở đây khuya sương xa vào, cầu xin bồng lộc ăn nào quả hoa, thứ nghi nhất cô cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc trên thương lần sau lại hồi thành xa hồi cũng đến đây khuya sớm đi cậu ra vào hai thanh đứng bức mạch đào cậu bé quỳ tâu
rằng tay tiên chúc chén rượu đào nhất tuần sơ dâng nhất tuần sơ dâng đến để ngọc các cô nương mời ta mời đây vì công thổi kèn vì công đánh trống nghĩa là cậu lại bồi dưỡng đấy vẫn cứ phải đánh trống mà lại cậu đánh trống dạ vâng ạ đánh trống dạ vâng ạ ơi, người ta mồ tớ lên tớ nó làm việc trần lắm, nó làm việc trần mà cũng như bấm một cái tí ngồi ra một cái này cái gì cậu bỏ ai tớ ơ sao cậu lại chia cho hai người thì sao có một người lên nhưng mà vào người hết không cậu chấm và chấm rồi thế thì chị không đẩy được tính không đẩy không đẩy được việc trần nhỉ? Nặng lắm cô ơi. Việc trần nặng lắm người ơi à. Dạ. Dạ. Nghi một nai về bỏ trên ra tiên nhá. Dạ. Lấy lòng của cậu nhá. Dạ. Cái gì rơi đấy? Lấy thôi cậu ạ. Thà thử ra tôi nghi. Thôi dặn cậu cái này đi. Nào, bà chị này nữa. À, chị sao đây? Ở lên cậu, lên tận trưởng trưởng cái gì? Trưởng cái gì ấy? Trưởng. Cậu không bao giờ cậu loạn. Tính cậu không bao giờ cậu loạn. Nhớ một điều như vậy. Trước đến giờ, 14 năm nay, ghế cậu anh Lộc cậu không biết dọa là gì. Thế mà cậu biết bề như thế nào? Nha. Có chứ bạn. Nha chưa? Đâu? Số đâu rồi? Đây chưa? Đây rồi. Nào lấy tạ đâu rồi? Lấy tạ kia giúp giúp. Rồi. Nào họ ngồi nhập. Họ ngồi nhất tâm nhập. Bỏ lên đây một tờ dương nhập. Tờ dương đâu? Ba nén hương. Ôi dương tỉ chặt thế. Tỉnh đáy không? Chắc tay tất cả chắc tay này. Lấy tạ nhá. Sớ của nhà nào về nhà lấy cung nào sở lấy về hết nhá. Chưa? Cao. 2 triệu con để làm được ca nữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thế. Ra đây nổi trông cho cậu hồi cung nha. Bà nội một tràng pháo to thật to.
yêu.